Kinh văn diệt dịch: không phải là khổ là tập, chẳng phải là diệt là đạo, không phải là trí là đắc. Giảng giải: trên đời này có nhiều loài khổ. Trước tiên có 3 thứ khổ, rồi lại có 8 thứ khổ. 3 thứ khổ là khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. Khổ khổ là tâm trạng của người nghèo cùng. Chẳng hạn, nghèo tự nó đã là khổ, và nó trở thành khổ khổ khi người nghèo mắc bệnh và không có tiền để đi bác sĩ. Hoặc là người nghèo cùng ấy sống trong ngôi nhà dột nát, thình lình mưa gió đến, sống trong ngôi nhà dột nát đã khổ rồi, bị mưa dột khắp nơi trong nhà lại càng khổ hơn, chẳng có khác gì như ở ngoài trời cả. Khi tôi ở Hồng Kông, tôi từng ở trong một căn phòng bị dột khi trời mưa. Phía trên giường ngủ là 6 lỗ dột khi mưa xuống. Quý vị thấy như vậy có khổ không? Dù đó là khổ thật, nhưng tôi không sửa lỗ dột trên mái nhà. Khi tôi có được ít tiền, tôi muốn dùng để giúp cho mọi người. Loại người như tôi thật là điên rồ. Suốt thời gian ấy, tôi có được 1.500 đồng để giúp cho việc tạc tượng Phật ở một ngôi chùa đã bị hoang phế. Sửa mái nhà tôi cho khỏi dột chỉ tốn chừng 200 đồng, nhưng tôi không muốn dùng tiền vào việc ấy. Tôi muốn hoàn thành tượng Phật cho ngôi chùa cũ trước. Người ta nghĩ rằng ông già ấy không biết cách tính toán. Ông không thể nào tách việc riêng của mình ra khỏi việc chung của mọi người. Khổ khổ xảy ra khi người ta phải chịu đựng cảnh nghèo, thêm vào đó là không một đồng xu dính túi, không có tiền mua thức ăn, quần áo. Hoặc là có người đã không có tiền, đột nhiên nghe tin cha mình mất, và không có tiền để mua quan tài. Tôi đã trải qua tình trạng như vậy. Khi mẹ tôi qua đời, tôi ở bên cạnh bà, nhưng tôi không có một đồng xu. Quan tài phải mua, nhưng tôi lấy gì để mua? Khi tôi bàn chuyện đó với các anh tôi, mọi người đều nhìn nhau, không ai có thể làm nổi việc ấy. Cuối cùng tôi nói, nếu không ai làm được việc này, tôi sẽ nhờ người bạn giúp. May mắn thầy, tôi có vài người bạn cùng tôi tham cứu Phật Pháp. Trong số đó có người bán quan tài. Khi tôi báo tin mẹ tôi đã qua đời, anh ta liền nói, đừng bận tâm, hãy chọn bất cứ cái nào, chưa cần phải trả tiền bây giờ, khi nào trả cũng được. Ngoài ra tôi sẽ cho anh mượn thêm 5.000 để lo chuyện tang sự. Vì tôi thường thích sự giúp đỡ mọi người, nên có người thích giúp đỡ lại tôi khi tôi có chuyện. Nhưng đó không phải là thí dụ cho khổ khổ. Sau khi chôn cất mẹ tôi xong, tôi thật sự buông bỏ mọi chuyện. Tôi quên mất thực tế là mình đang mắc nợ. Tôi chỉ ở yên bên mộ để báo đáp chữ hiếu. Hoài khổ sẽ đến đối với người giàu có. Bình thường họ giàu có, rồi đến khi của cải bị tiêu tan. Chẳng hạn, có người làm ra rất nhiều tiền, nhưng cất kỹ tiền trong nhà mình, chứ không gửi vào ngân hàng. Đến khi nhà họ bị cháy, toàn bộ của cải bị thiêu sạch, hoặc là vàng bạc của cải bị kẻ cướp lấy mất. Hoặc là quý vị giữ kỹ tiền bạc của mình đến mức đi đâu cũng mang theo bên mình, không bao giờ rời, cho đến khi mình sơ ý và bị mất sạch. Hành khổ là cái khổ trong tiến trình sinh trưởng. Dù quý vị không trải qua khổ khổ như những người nghèo,
không trải qua hoài khổ như những người giàu. Nhưng quý vị vẫn có nỗi khổ khi trải qua thời thơ ấu cho đến trưởng thành, đến trung niên và đến lúc già chết. Tiến trình này diễn ra từ từ không dứt, và đó cũng là cái khổ. Đó là ba thứ khổ. Đầu tiên trong tám thứ khổ, bát khổ là sinh khổ. Khi đứa trẻ vừa mới chào đời, điều đầu tiên chỉ biết khóc. Đứa bé không thể tự diễn đạt điều gì rõ ràng, nhưng khóc biểu hiện sự khổ. Cái đau lúc sinh ra giống như cái đau của con rùa đang sống mà bị bóc cái mai ra khỏi thân. Khi đứa trẻ vừa được sinh ra, mới tiếp xúc với không khí lần đầu, cái đau của nó cũng như vậy. Cái khổ thứ hai là già khổ. Khi về già, người ta không điều khiển được tai mắt và tay chân. Họ không thể đi đây đi đó và thức ăn trở nên vô vị. Khi tuổi già đến, toàn cơ phận trong thân thể bắt đầu xuống cấp. Đó là lý do tại sao tuổi già trở nên kỳ quặc và hay cáu gắt. Họ chẳng khác gì đứa trẻ con. Thế nên quý vị đừng trách móc tính tình họ làm gì. Cái khổ thứ ba là bệnh khổ. Mọi sự trên thế gian này dường như là không công bằng cho lắm, nhưng bệnh tật thì hoàn toàn không thiên gì đối với một ai, bất luận quý vị là giàu hay nghèo, sinh trong dòng dõi sang trọng hay nghèo hèn, ai cũng cảm thấy lo lắng bực dọc khi bệnh đến. Cái khổ thứ tư là chết khổ. Cũng như vậy, đối với tất cả mọi người, đến lúc mọi người ai cũng phải chết, bất luận người ấy là ai. Cái khổ thứ năm là ái biệt ly khổ. Cái khổ phải xa lìa người thân yêu. Ai cũng biết yêu là gì, nhưng không ai nhận ra được có cái khổ trong sự yêu đương ấy. Đó là nỗi khổ phải tách rời người mình yêu. Bất luận quý vị quý mến người mình thương bao nhiêu, cũng có lúc phải rời xa họ. Có những hoàn cảnh phát sinh khiến phải xa lìa, đó là nỗi khổ. Cái khổ thứ sáu là oán tán hồi khổ. Cái khổ phải kết hợp với người mình không thích. Quý vị thật sự không thích một hạng người nào đó, nhưng quý vị cứ gặp hạng người ấy bất kỳ mình đi đâu. Cái khổ thứ bảy là cầu bớt đắc khổ. Cái khổ khi mong muốn những điều mà mình không thể đạt được. Cái khổ thứ tám là ngủ ấm xí thành khổ. Sắc thọ tưởng hành thức dữ dội lừng lẫy. Trong đoạn văn này, do vậy rằng trong Như Lai Tạng là không có tứ đế, chẳng có khổ, tập, diệt, đạo đế. Tập chỉ cho phiền não và diệt chỉ cho đạo lý để chứng đắc niết bàn. Không phải là trí là đắc, ngay cả trí huệ cũng là không, cũng chẳng phải là chứng đắc dài quả gì. Đây là không Như Lai Tạng, trong ấy chẳng có gì hết thảy. Tạo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng. Nói về diệt đế, tôi nhớ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang tu Bồ Tát Đạo. Khi Đức Phật còn đang ở trong nhân địa, có nghĩa là khi đang còn tu đạo, trước khi thành Phật, Ngài gặp con quỷ già xoa. Nó nói: chư hành vô thường thì sanh diệt pháp. Nó chỉ nói chừng đó rồi ngừng. Đức Phật nhận ra đó là Phật Pháp nên cầu khẩn: thưa già xoa, Ngài vừa đọc bài kệ đúng với Phật Pháp, nhưng Ngài chỉ đọc có một dòng, còn một dòng nữa, xin Ngài cho tôi được nghe tiếp. Già xoa nói: ông muốn nghe kệ, nhưng đến lúc ta đói, lâu nay chưa có gì để ăn, ta rất muốn đọc bài kệ cho ông.
nhưng chẳng còn chút sức lực nào để đọc. Đức Phật liền hỏi: Ngài muốn ăn thứ gì? Tôi sẽ mang đến ngay. Quỷ già xoa đáp: Ông không thể kiếm ra đồ cho ta ăn được đâu. Đức Phật hỏi: Sao không? Vì ta ăn thịt người mà quanh đây chẳng có ai. Mà dù có người ở đây, ông cũng đâu có quyền đem họ đến cho ta ăn. Đức Phật nói: À, chỉ là như vậy. Được rồi, hãy nói pháp cho tôi nghe đi. Tôi sẽ để cho ngài ăn thịt. Ngài có thể ăn thịt thân tôi. Quỷ già xoa hỏi: Ông có thể từ bỏ thân mạng mình? Đức Phật đáp: Vì Phật pháp, tôi có thể quên thân mình. Dĩ nhiên, tôi có thể xả bỏ thân mạng. Ngài hãy nói câu kệ ấy đi. Khi ngài nói xong, ngài có thể ăn thịt tôi. Quỷ già xoa nheo mắt lại hỏi: Ông có lừa tôi không? Sau khi tôi nói kệ xong, ông không được đổi ý, phải giao thân mạng cho tôi ăn thịt. Đức Phật nói: Tất nhiên rồi, đừng lo. Sau khi ngài nói kệ xong, khi tôi đã thuộc lòng rồi, tôi sẽ giao thân mạng cho ngài. Rồi quỷ già xoa nói hai câu kệ tiếp theo: Sinh diệt, diệt dĩ, tích diệt di lạc. Rồi quỷ già xoa nói: Tôi nói xong rồi đó, hãy đến đây cho ta ăn thịt. Đức Phật nói: Đợi một lát, đừng ăn tôi vội. Quỷ già xoa nói: Sao? Ta biết ông nuốt lời hứa, nhưng không thể như vậy được. Ta phải đối xử mất lịch sự với ông mất. Đức Phật nói: Tôi không nuốt lời hứa. Hãy đợi khi tôi viết xong bài kệ này, rồi ông có thể ăn thịt tôi. Để khi tôi có mất mạng rồi, thì vẫn còn lưu lại Phật pháp cho người sau nương nhờ vào đó mà tu học. Thế xin ngài hãy đợi một lát. Tốt. Quỷ già xoa nói: Hãy viết đi. Đức Phật khắc các dòng kệ này lên vỏ thân cây. Ngay khi quỷ già xoa thấy Đức Phật vừa khắc xong, liền hỏi: Nào, bây giờ tôi có thể ăn thịt ông được rồi chứ? Đợi thêm một lát nữa, Đức Phật nói: Ông đã khắc bài kệ lên cây rồi, mọi người có thể đọc được. Ông còn muốn gì nữa? Còn bắt tôi đợi ông làm gì nữa? Đức Phật đáp: Tôi nghĩ rằng bài kệ khắc trên vỏ cây không tồn tại lâu. Xin đợi một chút, để tôi khắc lên đá, nó sẽ tồn tại lâu hơn. Rồi ông hãy ăn. Quỷ già xoa nói: Được rồi, ông viện thật nhiều lý do, chỉ muốn trì hoãn đó thôi, cứ làm đi. Đức Phật tìm một tảng đá và khắc bài kệ lên, rồi mời già xoa: Tôi đã xong việc, ngài có thể sử dụng thân mạng tôi. Quỷ già xoa nói: Thật chứ? Ông thật sự để tôi ăn thịt ông đó chứ? Rồi già xoa há miệng ra như để ăn, nhưng đột nhiên bay vào hư không và biến lên trời. Đó thực ra là thiện thần được phái đến để trắc nghiệm Đức Phật, để xem lòng thành đối với giáo pháp của ngài. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng tỏ tâm thành của mình. Ngài thực sự không tiếc thân mạng mình để tìm cầu giáo pháp. Ngài đã hy sinh thân mạng mình để duy trì Phật pháp. Trong đời quá khứ, Đức Phật đã từng từ bỏ thân mình vì nửa bài kệ. Hãy xem lại chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta học kinh và nghe giảng pháp, nhưng chúng ta không hiểu được gì nhiều. Thế nên nghĩ rằng tốt hơn là nên về nghỉ. Thật là lười biếng. Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật? Vì ngài dám quên thân mình để cầu pháp. Ngài bất chấp mọi thứ khác, chỉ để vì Phật pháp. Ngài chẳng cần gì cả. Nếu quý vị thật sự thành tâm với giáo pháp, quý vị sẽ thành tâm tìm vào Phật pháp đến mức có thể bỏ qua mọi thứ, ngay cả những việc quý vị nghĩ rằng khó có thể làm được.
问三摩地娑诃